hết buồn ngủ rồi. Lên lại hết buồn ngủ rồi. Bà chọc ghẹo tôi à. Bà chọc ghẹo tôi hả? Lên lại hết buồn ngủ rồi. Lên lại cho thông báo lại mấy chị. Thông báo lại mấy bà mới vô nữa. Đã bán tới chiều luôn. Nè ha. Chiều Nguyễn chút tối bán tới 12 giờ. Ban ngày tranh thủ em like ban ngày cho mấy chị dễ mua á. Tại ban đêm á nó giật. Có nhiều chị không vô được. Có nhiều chị vô đâu có xem được đâu. Bán vậy còn không có đủ tiền ăn cơm sườn nữa nè. Tối nào cũng ăn mì gói nè. Ủng hộ tôi người món món người tối tôi ăn cơm sườn coi. Ủng hộ tôi tối nay tôi đi ăn cơm sườn coi. Bán ngày bán đêm vậy đó. Mà tối ăn mì gói không đó. Chúng ta thấy chịu được không? Thương em mỗi người cho em xin lượt chia sẻ đi. Cho em xin lượt chia sẻ đi. Một lượt thôi, không cần nhiều, một lượt chia sẻ với thả cho em nút tim với thả cho em nút like đi được rồi. Thấy nhỏ không? Thằng nhỏ cố gắng vì sự nghiệp lắm đó mà không biết sự nghiệp này không biết nó làm sao. Đúng rồi. Má ơi, tôi xả 39, 49, 19 không chắc mua chắc. Đúng rồi, mua villa với mua mẹt mà nó bằng con tôi nhóc luôn kìa. Bà nói vậy không được rồi. Villa với mẹt là tôi có đầy. Tôi có đầy mấy thứ đó rồi, tôi không thèm mua nữa đâu, nó thiệt. Con tôi không là nó biết bao nhiêu chiếc mẹt luôn. Nó chi à, đừng nói tới tôi. Nó dư sức mua bà ơi. Dư sức mà mua ăn. Giờ lên gì cho mấy chị yêu của tôi giờ ta? Lên gì cho mấy bà bây giờ? Không có xe to to để lên với bà luôn á. Ghê luôn á chứ, cắt villa rồi á chứ mấy triệu chứ. Hình gì? Gửi hình gì? Gửi hình villa với mạc á hả? Trời dư sức. Con em nhóc, để bữa nay em chụp em gửi cho. Để bữa nay em kêu nó xếp ngay ngắn lại rồi chụp gửi một lượt một đó. Cả chục chiếc luôn. Rồi villa rồi vài cái em gửi cho bà xem kiểu dạng mẫu nha. Để bà mua cho, để bà sắm cho con bà. Thấy ghê chưa? Đây nè, giờ mấy bà mua đây nè, giờ sale rẻ xinh nè, con yêu của em. 22kg. Hình có hai con thỏ màu dâu nha, 22kg. 22kg, 22kg lên tới 45kg. 22 tới 45, 50kg luôn nha. Có xây 1X luôn á. 99, 109. 99, 109 bữa nay em xả nhí đại luôn. Ủa đại cồ luôn chứ không có nhí nha. Em xả cho mấy chị đại cồ luôn. Đại cồ 80. Đại 80 cồ 80 luôn. Comment cho em. Đại 80 cồ 80 cho em. Cuối năm mấy chị. Cuối năm làm một phát một vậy á. Cho nó sắp tiệm luôn. Nó bán tôi xả lỗ không mà kêu không lấy đâu. Mua villa với mua mẹt bà. Mốt rồi cho tôi mượn nha. Mốt rồi cho tôi mượn nha. Mốt tôi đi xuống nhà mà tôi mượn. Hồi nãy em có lên quá trời luôn á. Nãy em lên quá trời mẫu luôn. Chị đi đâu rồi? Để em lên cho đây. 80, 70 cho em. Em bán cho chị 70 nè. Hồi nãy tôi nói 70, 80 mới chăng. Quên mất tiêu luôn á. Thôi giờ lỡ là đại cổ bán 70 cho mấy chị luôn á. Chứ này ta phải tắt.
80 mới đúng á, chứ 70 là lỗ thấy bà nội luôn rồi đó. 70 là lỗ chết mẹ nhỏ luôn rồi đó. Tại nãy em có lên mà em thấy đâu mất tiêu. Đây, màu xanh lá 8kg lên tới 33kg. 8kg lên tới 33kg. 110 cho em. 110 màu xanh lá cho em. 8kg lên tới 33kg. 110 cho em. Cái bộ đồ phối đẹp lắm. Cái bộ đồ này phối nhất nách á. Cái bộ đồ này khiến con cắn thấy bà nội luôn. Một trăm, 110 cho em, cầm minh lá cho em. 8kg lên tới 33kg. 8kg lên tới 33kg. Bé nào cao cao 35kg luôn, màu lá cho em, mấy chị thấy nó phối đẹp không? Bạn ngủ, bạn đi chơi cũng được luôn. Nên bên đây nó có túi hộp nè. Cái túi này túi thiệt đó, chứ không phải là làm túi cho chơi đâu mấy chị. Túi đựng tiền thiệt được luôn á. Thun thì em nói chị, thun bên em mà bao đẹp mấy chị nha. Nên chị không có bận tâm lăng tăng gì đâu. Lá cho em kèm số ký cho em. Lá em có 8kg lên tới 33kg lá cho em. 100-110 lá cho em. Lá cho em đi. Lá. Cái mẫu này đẹp nhất nách, mà không lấy lấy mẫu nào nữa mà Kim Ngân. Rồi cái mẫu này, mấy cái mẫu này đẹp nhất nách kìa, bà không lấy à. Túi thiệt mà không có tiền đựng. Túi thiệt mà không có tiền đựng hả, ghê vậy. Mấy chị tranh thủ ban ngày vô mua đi, ban đêm nó không có mua được, nó cà giật. Mấy chị mua không được đâu. Bữa Thành ơi, bữa nay mà tranh thủ mà hốt ghê đi bữa Thành ơi. Còn cái này là da cá nha mấy chị nha. Cái này da cá, da cá thì nó sẽ hơi dày nha mấy chị nha. Cô tông nó sẽ hơi mỏng, nhưng mà da cá, đặc biệt da cá nó sẽ hơi dày. Nhưng mà dày thì nó sẽ giữ ấm nó hơi nhiều hơn. Nó sẽ giữ ấm nhiều hơn nha. Nó sẽ giữ ấm nhiều hơn nha. Cho em xin số điện thoại đi chị Kim Ngân. Cho em xin lá kèm ký kèm số điện thoại cho em đi. Comment cho em lá kèm ký kèm số điện thoại cho em. Còn không cho em số điện thoại cũng được. Cái này là da cá. Da cá cái này là màu lá phối đen nha. Ghi cho em cái này, ghi cho em màu gì bây giờ cho nó dễ nhớ đi. Cái quần màu đen, ghi đen cho em đi. Bộ này ghi cho màu đen cho em đi. Da cá thì nó sẽ giữ ấm nhiều hơn, nhưng mà nó dày hơn. 8kg lên tới 20kg. 8kg lên tới 20kg cho em. Mấy chị mua hàng ít nhất mấy chị phải cho em số điện thoại, chứ em đâu biết mấy chị ở đâu. Em biết mấy chị ở Nemo mà em tìm. Em đâu biết mấy chị ở đâu đâu. Mấy chị phải cho em số điện thoại. Mấy chị em cho số điện thoại em biết tìm mấy chị ở đâu. Nói cho em nghe thử. Nói cho em nghe thử đi. Bộ này 101. Màu này không phải màu trắng nha mấy chị nha. Nó có xới nha. Nó có xới nè mấy chị, nhìn cái xới của nó nè. Nó không phải là màu nguyên, màu nguyên một cái màu trắng. Nó có xới á. Đẹp lắm. Cái bộ này em xây cho mấy chị nhí 80 đại 90 đi. Nhí 80 đại 90. Em xây cho mấy chị 80 thôi. Nhí 80 đại 90 cho em. Nó như một cái áo hót đi nha. Nó có cái túi nè. Dễ thương không? Cảm ơn trắng cho em. Lá với bộ da cá. Ok chị. Ok chị em ngăn nha. Vô Messenger cho em xin cái địa chỉ đi. Vô Messenger cho em xin cái địa chỉ đi. Rồi xong rồi em xuống like á. Mấy chị chừng nào em có làm bill á, da cá 110, em xuống bộ thun kia 100, xây 8-9kg, em gửi bill cho mấy chị ok mới đi hàng nha, chứ em không gửi, em mà em gửi bill mấy chị không ok em cũng không có đi hàng đâu. Mấy chị cứ cho em sẵn cái địa chỉ nằm trong Messenger đi, em làm bill xong cái em ghi địa chỉ sẵn, cái em gửi mấy chị cho nó nhanh gọn lẹ, khỏi mất công mấy chị khỏi có công điện thoại với mấy chị. Nhiều khi Tết nữa mấy chị bận rộn á,
Đây một cái bộ đồ này nè. Trời ơi, cái này thỏ này thì cái này thì trai gái mang cũng được mấy chị. Em nghĩ em thiết nghĩ là này trai gái mang cũng được nha. Chị ăn mấy chị bộ này 60 ngàn. Chị ăn mấy chị bộ này 60 ngàn nha, đẹp lắm, vải đẹp lắm. Vải nó mềm mềm mịn mà nó theo phong cách mà rủ rủ nha. Nhưng mà mềm mềm mịn lắm. Mềm mịn nha. Bộ này mấy nhậu này cho mấy bé sơ sinh đồ bận là mất mông luôn á. Hàng này nó hàng của hàng xong của mấy cái đứa, mấy bé cái bé mấy xưởng ở làm cho xung cho mấy bé sơ sinh đó mấy chị. Đây 60 cho em, 60 cho em, 60 cho em. Nói như lèo lử luôn mấy chị. 60 cho em, 60 kèm số ký cho em đi. Em có xây từ 6 ký lên tới 6 7 ký lên tới 11 ký. Thầm ơn cho em 60. Cái bộ 60 này vải cũng đẹp lắm á, chứ không phải là 60 mà vải không đẹp đâu. Không có đẹp em không bán đâu, em tặng không à. Màu xám đá cho em. Màu xám đá. Màu xám đá này thì em còn xây từ 10 10 10 12 ký. Em còn từ 10 ký 12 ký. 10 ký 12 ký lên tới 24 ký, màu xám đá cho em. Màu xám đá, bộ xám tay vải xám đá đẹp không? Đẹp nha. Đẹp nha. Nó y như một màu đỏ vậy mà mỗi màu xanh đá thôi. Nó có xe nhí 110. 110 cho em. Cái bộ này nè mấy chị. Cái bộ này nha. Em có size từ size 10 10 12 kg á, size này sau số 2 mà to dữ ta. Số 2 mà to ghê đó, em có số 2 tới số 8 nha. Em tặng cho mấy chị cái bộ này 29.000. 29.000 cho em. Cái hình này thì trai gái mang được. Cái hình con gấu này trai gái mang được. Màu này màu xám nhìn sới sới này, em tặng mấy chị 29.000. 29.000 cho em. Em có size từ 10 kg. 10 kg lên tới 22 kg. Tới size số 8 á. Một bộ tay dài. Em tặng cho mấy chị 29.000. Cảm ơn 29 kèm số ký lên cho em. 29 kèm số ký lên cho em. 29 kèm số ký cho em nha. 29 kèm số ký cho em. 29 kèm số ký cho em mấy chị. Trời bộ đồ em tặng mấy chị quá trời tuyệt vời mấy chị. Thiệt. Quá trời tuyệt vời, 29.000 mấy chị nên mua đi. Em gì bán gì tặng mấy chị á. Chưa đợi em xíu mấy chị ơi quên. Đợi em nghe mấy chị em lấy nhé. Em gặp đi đâu. Để em lấy ra cho. Chưa chưa đợi em nha. À, xám số 8 29 kg. Ủa 29k ok chị Nghi Lam nè. 16 với 20. Ok nè. Mua này qua Tết gửi luôn. Ừ, mà không có lớn gì, không có lớn lấy gì mua. Bộ chưa gửi đơn gì sao mà còn chèn vô cốt. Không, cái này nó có xe nhỏ hả chiêu? Nó có xe nhỏ hả? Nó có xe nhỏ thôi. Còn từ số 2 số 5 mà chị Quyên ơi. Còn từ số 2 số 5 mà lấy giùm em đi chị Quyên. Cái nào khách em lấy cái em lấy cho khách cái nào. Với tôi nghe bà Quyên ra. Cái nào khách em lấy cho khách. Cái nào khách em ấy cái em lấy cho bà. Thấy thương bà ghê á. Tôi lấy cho bà số 5 với số 7 được không bà Minh Nhật?
Em lấy cho bạn số 5 với số 7 được không? Bé bà đang bận số 5 với số 7 đúng không? Tay dài bận lượng lượng thượt quá được. À, lấy bà số 5 với số 7 nha. Để bộ này bán 29.000, em nói chuyện với chị là chị chẳng qua là yêu thương với chị thôi. Nhưng mà vải nó cũng không có đến nỗi xấu mà tệ hệ dữ lắm đâu nha mấy chị. Ok, Minh Nhật nè. Thế thương mà chị tôi ghê á. Thôi kệ chị yêu ơi. Em lấy chị số em lấy chị số 4, số, em còn số 2, số 4, số 6. Chị lấy cái nào? Còn số 2, số 4, số 6 nè. Còn 4 bộ nè, bà lấy 4 bộ luôn đi bà Quyên ơi. Còn vừa mẫu vừa ấy 4 bộ là lấy luôn đi. Lấy 4 bộ luôn đi, có 29.000 lấy 4 bộ luôn đi. Tay dài này không ngoài là bán được á. Còn 4 bộ lấy luôn đi. Ừ, có 29.000 à. Nè em không làm giá 7989 em con với chị liền á. Mà em mua cái bộ này à, em mua sale lại đó của người ta là 50 mấy ngàn á, em mua sale lại á, nhưng mà thật chắc cái vải này nó giữ ấm thôi chứ nó không có đẹp lắm nha. Cái đó là em nói rõ mấy chị từ đầu nha, nó giữ ấm thôi. Nó giữ ấm cho bé đừng có bị cảm lạnh thôi, nhưng mà vải nó là mềm nghiêng và mềm mịn. Cái này giữ ấm thì ok mấy chị. Mấy chị cho bé bạn mới ngủ đi mới lạnh là ok nha. Trời, bạn ngủ mới lạnh là mát trời ông địa luôn á, đừng có giỡn. Đem đồ cổ ra bán hết đi mà mai coi ai mua gì mua hết cho bà rồi. Nghe nó đồ cổ thấy ghê vậy bà, nghe nó từ đồ cổ nghe tôi nghe tôi thấy ghê vậy. Đồ cổ đâu mà cổ, đồ tôi để hơi lâu xíu rồi cổ gì mà cổ trời. Nói vậy dặn nha, nói tôi dặn á. Đây một bộ đồ màu hồng đây, em còn size từ số 10 cho tới số 15, số 10 cho tới số 15 mấy chị. Nhưng mà cái này em có nghe khách em báo cáo là cái dây kéo của nó hơi dởm tí xíu. Nhưng mà cũng kéo được quá chị. Mấy chị đừng nhẹ nhàng tí xíu. Mấy chị đừng có kéo lên, mấy chị đừng kéo mạnh quá. Mấy chị kéo mạnh quá là mấy chị kéo mạnh quá là nó bị giống như cái cổ này nè, nó có dây kéo, mình kéo vừa vừa thôi, mình kéo mạnh quá là nó sẽ văng lên luôn á. Không biết nữa. Giờ có nào rủ đó. Bữa nay em xe cho mấy chị bộ này ha, bộ tay dài nha, một bộ tay dài cho em xây từ số 10 cho tới số 15 cho em là tầm 25 cho tới 40 kg nha, 25 cho tới 40 kg. Một cái quần tay dài, một cái áo tay dài. Bữa nay em sale cái này cho mấy chị nha. Em sale cho mấy chị 70. Em sale cho mấy chị 70 nha. Là không có còn cái giá nào để em sale nữa luôn á. Thiệt luôn. Ra lấy rồi em chừng không? 70. Em sale cho mấy chị 70 cho em nha. 70 màu hồng cho em. 70 màu hồng cho em. Em còn xây đại, cái đó em còn xây đại, em xây 70 là rẻ lắm rồi đó chị. Em bán 109.000 á. Ý à. Em bán 109.000 á, em xây với chị 70 á. Cho em kèm số ký cho em đi. 70 nha, em xe bộ đó 70 á. Ok, lấy chị 70 là em xe lỗ lắm rồi đó.
Mấy chị 14, 15 luôn á. Mấy chị hai bộ 14, 15 á. Mấy bữa nay hàng hút lắm sao mà trời ơi. Mấy bữa nay mấy bà mà khách sĩ của em, mấy bà khách sĩ cứ kêu em á qua. Tôi qua nhà bà lấy hàng quá. Hàng bây giờ Tết bán mấy chị đâu còn nguyên ghi đồ bán. Mình bán lẻ tẻ riêng hết rồi, khách sĩ mà khách mới, khách sĩ cũ, khách sĩ mới gì cứ kéo rùa. Em bán khách sĩ em cũng bớt chừng vài ngàn mấy chị, em đâu có bớt nhiều đâu. Tại em bán không lợi cũng có nhiều đâu, bớt nhiều được. Bán lợi vài ngàn, bớt vài ngàn ha. Mà Tết em không biết làm sao mà sửa nó nghỉ sớm hay sao á. Màu rút cho em đi. Màu riêu này nè mấy chị. Cái màu rút này là của bé trai, của bé gái nha. Cái màu rút của bé gái, còn này của bé trai nè. Cái này bán trai gái được nè. Cái này là trai gái mang được nè. Em có xe 8kg. Em có xe 8kg lên tới 33kg. 8kg lên tới 33kg, có xe 13. 8kg lên tới 33kg. Cái này nó có lẻ size nha mấy chị nha. Nó lẻ size. Bộ này trai gái mang được. Mấy này trai gái mang dễ thương lắm. Thiệt, gái mang dễ thương lắm. Trai mang thì nó ngầu nhưng mà gái mang cũng dễ thương lắm nha. Cái này là bán cho trai gái á. Em bán cho trai gái nha mấy chị nha. Cái bộ này tám ký lên tới 33kg cho em. Cái bộ này đẹp lắm. Nó không biết nó còn size gì nhưng mà cái này nó còn size nhí nè. Em bán 110 với 115. Nhưng mà giờ em giảm cho mấy chị bộ này. Mấy chị mua cho em đi, em bán nhí đại cho mấy chị 90 á. Nhí đại em bán cho mấy chị 90 á. Em giảm cho mấy chị 90 á. Đang kiếm bộ đó hả? Đang kiếm bộ đó vậy lên giá. Đang kiếm bộ đó vậy lên giá nha. Cái này em sale rồi là không có giảm được luôn á. Cái này em sale rồi đây không có giảm được nha. Nè 119.000 của em nè. Màu rêu cho em. Không còn có một bộ à. Còn có một bộ xe 13 thôi. Còn có một bộ Hồ Quyên ơi. Thấy đỏ hay vậy? Thấy đỏ hay vậy? Thấy đỏ hay vậy? Hay ha, thấy đỏ luôn á. Bà thấy đỏ luôn mấy cha. Mấy bộ đồ đó giống như mấy cái bộ đồ kiểu mấy chị bận dễ thương lắm. Mấy chị lên gì nói đem lên cho. Giờ lên gì nữa nè, nói đem lên cho nè. Mấy bộ này chị Mỹ Ngân mua đẹp nè, không kêu mua ta. Đây màu riêu nè, em có xe từ 8kg nè. Có 90.000 thôi, cái vải không đẹp không lấy tiền với chị đâu, vải đẹp lắm. Cái vải là nhất nách á. Cái bộ này em đi mua sỉ là 110 mấy ngàn. Ơ 100 lẻ mấy ngàn á. Em mua sỉ á. Bữa nay em xin xe cho mấy chị có 90.000 thôi. Ui da, chết cha, kiếm là căng. Em xe cho mấy chị có 90.000 á. Rồi lẻ xinh ra thúi rồi đó. Bạn dễ cưng lắm. Con bò để luôn đi. Con bò là gì? Con bò là gì? Con bò là cái gì? Con bò là gì? Con bò là gì bà? Mấy con bò là gì? Đâu đâu còn bộ đâu, này nó còn 4 bộ nhí lặn.
nó còn 1, 2, 3, 4 bộ nhí lận, nó còn tới 4 bộ nhí lận, nó còn tới 4 bộ nhí, C1, C2, C3, C4 nó còn 4 bộ nhí lận. Thấy chưa? 8 kg, 4 bộ nhí là 8 kg, lên tới 12 kg á, 4 bộ nhí. Thấy chưa? Lên đi kiếm mấy bộ đồ bộ, đi kiếm cái gì bán đó chị ơi, kiếm gì bán. Em kiếm gì em bán cho mấy chị nha. Để đây, để em kiếm gì em bán cho. Mấy chị lên gì mấy chị báo em nha, không báo em biết đường lên nha. Ăn nè. Cái này của chị Kim Ngân nè. Em cột cái này lại, em lên mấy bộ đồ bộ em xe cho mấy chị mấy bộ bộ nè. Em lên mấy bộ bộ em xe cho. Đợi em cái đi. Kiến là đây luôn xuống mấy quái đồ, ba cái đồ này sao kiến quá cắn thấy cắn chết luôn. Cắn muốn hư hán luôn rồi. Cắn con hư cái háng của con rồi mấy má ơi. Mày kiếm mấy bộ đồ bộ bán cho mấy bà để cho nó bụng vui vui đi. Có làm gì đâu, dịch có đây làm bụng nha. Có làm gì đâu. Có bao nhiêu có làm gì đâu. Hết đồ để làm rồi. Này bán đồ xả không mà có làm. Buồn ngủ thì ngủ đi. Nằm ngủ đi chứ có làm gì ngủ đấy. 22 kg lên tới 45 kg nè. Cái bộ này em sale 80 nha. Đại cồ, đại cồ. Đại 70 cồ 80 cho em. Đại 70 cồ 80 cho em. Đại 70 cồ 80 một bộ đồ, một bộ đồ đùi. Đại 70 cồ 80 cho em. Không có ai bán với chị đại đó, 70 đồ mà không có ai bán cồ cồ mà 80.000 đâu. Các chị mua đi. Mười hai ký lên tới 35 kg. 12 kg lên tới 35 kg nha. 80-90 80-90 cho em. 12 kg lên tới 35 kg. 80-90 cho em. Dễ thương lắm. 80-90 cho em đi. Xanh cho em. Để em xem cái bộ này bộ lụa nè mấy chị. Sao tối ngày nghe sale hoài vậy ta. Không nghe gì nghe sale không trời. Nè cái bộ này em có xe từ số 3 tới số 12 nè. Cái số 12 này là tầm 33-34 kg. Số 12 này to lắm. Em đang cầm cái số này là số 3 mà nó to vậy nè. Số 3 này khoảng chừng 15 kg luôn á. To lắm. Mà cái quần nó nhỏ. Cái quần này khoảng 14 kg thôi. Số 3 này 14 kg mấy chị. 14 kg lên tới 14 kg lên tới 30-32 kg nha. 14 cho tới 32 kg. Em bán cho mấy chị bộ này 49.000 thôi. 49.000 cho em. 49.000 một bộ lụa đẹp lắm. 49.000. 49.000 ở nhà ơi, nhí đại luôn. Em có size từ số 3 tới số 12 á. Còn lẽ size mấy chị báo lên đi, em còn size nữa em báo cho mấy chị nha. 49.000 thôi, bộ đồ lụa bằng mát á. Trời nắng này chị bận mấy này là mát rồi. Mấy chị định hình được không? Tay lỡ lỡ dễ thương lắm. Nè, phát hiện ra cái đẹp của nó chưa? Phát hiện ra cái đẹp chưa? Phát hiện cái đẹp cho mấy chị yêu. Trời ơi, chưa phát hiện cái đẹp luôn hả? Không phát hiện ra cắt luôn. Mấy bạn phát hiện cắt luôn. Chừng nào mấy bạn phát hiện ra tôi cắt rồi. Lúc mấy bạn phát hiện ra ổng bán chảnh chó gì đó. Bán mà chảnh chó gì đó. Chơi vậy đó. Một bộ đồ áo thun nè, quần caro nè. Cái này em còn size á. Hình như em còn size 8 tới 12. Size 8, 8, 10, 12, 14 á. 8, 10, 12, 14 cho em.
Bộ này 89 ngàn, bây giờ em sale cho mấy chị 49 ngàn. 49 ngàn cho em, 49 ngàn cho em. 8-14, sale 8-14 cho em 49 ngàn. 49 ngàn nha. 8-14 cho em 49 ngàn, không ai bán với chị cái độ rồi để 49 ngàn đâu. Hốt đi cả nhà. Đem dịnh đây cho mấy chị nè, cho mấy chị phát hiện cái đồ đẹp của nó nha. Cái này trong cúp mắt nó bán tới 200 mấy ngàn bộ đó. Ê, nó bán tới 180 mấy ngàn bộ bờ ơi. Tôi bán 49 ngàn là chưa được gốc tư của nó thôi đó. 49 ngàn chỉ được gốc tư thôi mấy má. 49 ngàn cho tôi. Lẹ lên. Nó chơi này đẹp lắm. Cái này bằng bánh bèo. Áo thun cô tông. Quần 8, số 8 cho tới số 14 là từ 22 kg lên tới 35 kg á, tới số 14 luôn á. Ôi mà cái này phải sale rẻ mấy bà này mới mua nè. Sale rẻ mấy bà này mới mua nè. Đây sale này rẻ cho mấy bà mua nè. Sale cho banh sóc hết luôn, sale sale cho sạch sàng luôn. 29 ngàn chơi luôn. Bộ bia ma nè, áo babydoll nha, kiểu babydoll nha. Lụa mịn, lụa đẹp lắm, lụa đẹp. 29 ngàn cho em. Em có xây từ 8 kg lên tới 30 kg, 28 kg thôi. 8 kg lên tới 28 kg thôi. Nó ngoài xa lấy cái từ của Quyên nè, sắp qua Quyên bên đây nè. Quyên bên đây đúng không? Thằng khúc bên đây thôi á. Cái này đúng không? Cái nào không có tên đó. 8 kg lên tới 28 kg cho em. 8 kg lên tới 28 kg cho em. Mình kia bánh tráng ăn đi, buồn quá. Ăn ngoài nó mụn cửa. Vậy sao, sợ sao, biết sợ rồi. 8 kg lên tới 28 kg. 8 kg lên tới 28 kg cho em. Trời, có 29 ngàn mấy bà không mua luôn á. Có 29 ngàn mấy bà không mua luôn á. Hai mươi chín ngàn mà đẹp lắm mấy cha ơi. 29 bộ bận đẹp lắm. Bộ 12 với 21 ha, ok. Có 29 ngàn là tài à. Mà tụi cái quần luôn á. Bộ này bằng nhà thì thôi, có nói gì đâu mấy chị. Thế cái bộ này bằng nhà là có 29 ngàn bộ, mấy chị đi mua đâu. Mấy chị nhận bộ đồ của em đi xong rồi mấy chị mới thấy là cái con nhỏ con quỷ khùng này nó bán đồ gì mà đẹp dữ vậy. Nha, bà nhận đi bà chữ nha. Em coi còn sai không nữa nè. Em cũng tào lao lắm. 21 kg là bà trừ hao chưa bà Kha? Chết cha. Không còn sai mấy chữ má nhìn không ra. Chị hao rồi hả? Chị hao rồi em lấy chị số. Giờ em còn số 7 với số 9 à. Giờ em còn số 7 với số 9. Lấy bà số 7 nha. Nó tròn không? Nó tròn không bà Kha? Nó tròn không? Sau đây tự nhiên còn mấy bộ đây vậy ta? Nó tròn không bà Kha? Chị hao rồi hả? Nó tròn không? Nó tròn dữ không? Tròn hả? Tròn thì em lấy số 9 cho nó nha. Em lấy số 9 cho nó nha. Cái áo nó sẽ bận, nó hơi rộng rãi xíu. Nhưng mà cái quần nó vừa. Cái áo nó sẽ rộng rãi nhưng cái quần nó vừa. 12 kg em lấy cho bà số 5 luôn không? Em hết sai rồi. Không, kim ngân tên khác sao chung được. Kim ngân mà chung. Bạn là Nguyên mà kim ngân mà sao chung được. Lấy bà số 5 với số 9 luôn nha. Có
29 ngàn nó rẻ má ơi luôn á. Nhìn cái tên trên bọc á, có khi em có người em lấy hai cái em cái tên trên bọc em ghi hết nhau đó. Nhìn mới đồ quen á, tên trên bọc mà không phải á. Bên này hả? Ừ. Số 5 hả? Em lấy số 5 ra cho coi. Nè, cái quần nó nhỏ xíu à bà ơi. Cái quần nó nhỏ xíu à. Cái quần nó là nhỏ xíu à. Không to đâu, cái quần nó chút béo à. Cái quần nó mai, cái lưng quần nhỏ xíu à. Nè, cái quần, lưng quần nhỏ xíu à. Không to đâu. Cái quần là vừa đó. Kêu không có tên thôi, còn cái nào có tên với tên của bả là bả tên Quyên á, là bên đó. Còn không có tên là cũng của bả, rồi tên Quyên cũng của bả. Không có tên là cũng của bả chứ là tên Quyên, còn không phải tên Quyên không phải đúng không? Đúng rồi, có tên sao của bả lần nãy giờ là không có tên mà. Đầu óc đi đâu vậy? Đi du lịch hả? Bệnh chữ với đi du lịch hả? Đây bộ nè, bữa nay em xe cho em cũng bán cho mấy chị nè. Mình mua mấy bộ này bằng nhà là ok nha. Ô sao mấy bộ này bữa không chụp cho bà ấy ta, không chụp cho bà heo đất ta. Cái bộ này em có xe, cái này em còn nguyên ri nên em không có sale 29 được. 29 là má nhìn không ra. 39.000 nha. 39.000 cho em cũng lụa luôn. 39.000 cho em. Bộ này em bán 59.000 á. Bây giờ em xả 39 là em lỗ á, mấy bộ này em bán lận không có mấy ngàn à, 10 ngàn có mấy ngàn, 10 ngàn nha. Cái này em có size nè. Cái phơm này nó hơi to hơn phơm đó nè. 8 kg lên tới 20 kg cho em. 8 kg lên tới 20 kg cho em nè. 8 kg lên tới 20 kg cho em. 39.000. 39.000, 8 kg lên tới 20 kg, 39.000 cho em. Một bộ đồ gà nút nha. Dễ thương. 8 kg lên tới 20 kg cho em. 20 kg làm chiều hao rồi đó. 39 cho em. Màu đậu cho em. Màu đậu cho em đi. Màu đậu. Màu đậu cho em nha. Đậu cho em 39.000. Màu đậu cho em 39. 39 cho em. Màu đậu. Mấy bộ đồ lụa này chị mua em 39.000 là mấy chị không đi đâu mua được 39.000 đâu. Nó đẹp. Má ơi luôn á. Đẹp lắm. Đây nè. Mấy cái màu đẹp lắm á. Màu đậu này có 39.000 mấy chị. Trời ơi, ủng hộ em đi. Mấy bộ này mấy chị cho bé mua cho bé bận nhà, bận đồ dễ chịu lắm. Thoáng mát nữa mấy chị. Màu đậu nè, bia ma mà ta có tay á. Còn bộ này là không có tay, 29.000 nè. Lụa chứ không phải kate, cái này không phải kate đâu. Cái này không phải kate đâu bà. Em bên em không có bán kate sao á, này kate hay lụa ta. Cái này lông giống như ha, giống như satin latin vậy chứ không phải kate. Giống như satin latin vậy. Chứ không phải là kate. Nè lụa của A, lụa satin latin hay sao á chứ không phải là kate nha. Không phải kate. Kate bằng nóng lắm. Bằng này mát. Có bà có 39.000 nè, hốt đi. 39.000 cho em, đậu, màu đậu cho em không phải kate đâu, không phải kate đâu. Em không có thích bán nha, phải kate với chị, cái đó mới thiệt. Kate xịn em bán, giống như đằng kate xịn em bán. Còn cà tê mà mấy cà tê bán mấy chục ngàn thì đem về bặn cho nóng cho chết á. Lấy cho bà size số 7 nha. Lấy bà size số 7 nha. Hay là size số 8. Hồi 20 kg lấy size số 8 đi, bặn cho nó rộng rãi đi bà. Lấy size số 8 cho bà, bặn cho nó rộng rãi.
mấy chị bữa nay em sale rẻ quá để cho mấy chị đặng mấy chị mua đặng chỗ đủ đơn em đi cho mấy chị á. Lấy thêm bộ này nữa đi bên Nhật. Bộ này còn size số 7 nè bà. Số 7 với số 11 nè, lấy thêm bộ này đi. 29.000 form Babydoll. Babydoll bằng cái gọng gọng á, Babydoll á, 29.000 nè. 29.000. Xanh kem 29. Này tưởng nó em lụa chứ em cũng không biết nữa. Em cũng ở đây của em cũng mù mịt luôn á. Tưởng nó kêu là lụa thì em nghe lụa thôi. Em cũng mù mịt luôn. Em cũng mù mịt luôn. Lấy bà size 7 luôn nha. Cái này không có size 8, tôi lấy bà size 7 á. Chết mẹ dứt lên đến bầu rồi. Mù mịt á. Mấy bộ này bạn mát lắm á. Ách em ơi kêu kiếm cái này, bộ này mà mấy bữa nay em quên mấy vụ mấy cái bộ này. Lấy ra cho được bán mấy bà. Bà Nguyễn Khai sao bà không lấy bộ màu đậu mà Nguyễn Khai. Bộ đậu đẹp mà. Bộ màu đậu đẹp mà. Mấy bộ này quần ống suông nè mấy chị. Quần ống suông mà lụa nè. À bà mới kêu lấy mấy kiếm cái này. Lụa ống suông đẹp nè. 8kg lên tới 20kg nè. Tới số 8 luôn nha, 8kg lên tới 20kg cho em. Bộ lụa quần ống suông 8kg lên tới 20kg cho em. 79.000 bây giờ em sale cái bộ này cho mấy chị 49.000. 79 giờ em sale 49.000. Em sale 30 giá cho mấy chị nha. 49 em sale 39 nha. 49. 79 em sale 49. Để em đào xuống 30 giá cho mấy chị á. Quần ống suông với một cái áo dễ thương không? Dễ thương lắm á. Mấy chị nhìn ngọt hồi mấy chị sẽ thấy ra cái điểm đẹp của nó. Em sale 49.000 à. Mấy bộ này em lỗ thanh xương luôn. Thiệt mấy bộ này lỗ xanh xương luôn mấy chị. 49.000 cho em màu nâu. 49.000 cho em màu nâu nha. Bốn chín ngàn cho em màu đỏ. Mấy bộ này thiệt là lỗ xanh xương luôn mấy chị. Đỏ cho em. Mẫu quần lụa, bộ lụa. Bộ lụa mà quần ống suông á, áo nó tốt lắm. Đẹp lắm. Đỏ cho em. Đỏ. Đỏ cho em. Nâu với đỏ đó. 49.000 nâu với đỏ đó. Cái này mấy này mua lọc, mấy này em lỗ xanh xương, mấy này em đâu bán được bộ nào đâu, giờ đem ra xả. Đâu bán được bộ nào đâu, giờ đem ra xả là lỗ rồi mấy chị. Này để đây ngồi em chụp hình cho mà khách. Mấy mã mới kêu mấy cái lụa này mà em quên á. Nhét nhét xong rồi quên. Đây bộ 39.000 nó có màu này nữa nè, màu đỏ nè. Nhưng mà cái này nó khác nha. Cái tay nó khác, cái tay màu xanh màu đậu nó ghen, còn tay nó không có ghen. Cái này em có size từ số 8kg lên tới 20kg nè. 8kg lên tới 20kg em sale 39.000 luôn á. 39.000 luôn, mấy bộ lỗ xanh xương xanh sắc luôn. 8kg lên tới 20kg. 39.000 cho em. 8kg lên tới 8kg lên tới 20kg. 8kg lên tới 20kg cho em. 39.000. 39.000 cho em. 39.000 cho em. Đỏ cho em. Đỏ 39. Đỏ 39 cho em nha.
Đây mấy bộ lụa tay dài nè mấy chị. $39 cho em. 39 luôn. Lụa tay dài nha, 39 luôn. Một bộ lụa tay dài 39.000 cả nhà, 39.000 cho em. 39.000 màu da cho em mấy chị. Bộ lụa tay dài quần dài 39.000. 39.000 luôn. 39.000 da cho em, màu da cho em, 39.000 tay dài. Ok, Minh Nhật nha. Tay dài mà lấy số 7 thôi, mà lấy số 8 nó rộng thượt thượt bắt bạn không có được đâu. Lấy số 7 cho chị á. Tay dài đừng đừng bằng rộng. Đừng lấy rộng, rộng quá nó lượt thượt. Rộng quá nó lượt thượt lắm. Lấy số 7 cho bà đó. Kiếm bộ chai cho em đi. Kiếm bộ chai sale cho sale và kiếm bộ chai cho bà. Là kiếm bộ chai là kiếm sao? Đây bộ chai 3D nè, tôi sale, tôi bán cho bà nè. Bộ chai 3D bằng cái nhà mát nè. Bằng bộ đồ 3D này bằng cái nhà mát mẻ lắm mấy chị. Bộ bé chai nha. Đây em có 8kg. Em có 8kg lên tới 35kg. 3D 8kg lên tới 35kg. Em đang cầm bộ này 8-10kg thì nó to. Trời ơi, phơm nó to ghê á. Phơm này 10kg á, chứ không có 8kg mà không vừa đâu. Cái này 10kg á. 10kg mấy chị. 10kg lên tới 35-37kg. 10kg lên tới 35-37kg. Cái bộ này em bán 79-89. Bữa nay em xả cho mấy chị, em xả cho mấy chị, em xả cho mấy chị 59-69. Bộ tay dài có 25kg không chị? Bộ tay dài có 25kg nha. Bộ tay dài 39. 39 đại 49 mấy chị không? Đại 49. 39-49. 39-49. Đại tay dài 49. 25kg là số 10 á. 25kg là số 10, 49 bà. Chai 59. 59-69. Cái bộ 3D này em xả 59-69 á. 79-89 mà em trả 59-69 hả mấy chị? Ghê vậy. Xả ghê vậy. Xả cái này còn lỗ luôn mẹ rồi. Mấy cái bộ 3D này tại cuối năm, giống như cuối năm em chia ăn mấy chị thôi chứ không có. Với mấy cái bộ này bán không có sao chứ mấy chị. Đó bình thường. Lấy số 5 cho bà nghe, phơm này to lắm. Mấy cái này bán không có sao chứ mấy chị. Bán hoài được hoài mấy 3D nè. Bây giờ em xả giá thôi chứ vài bữa nó qua Tết em bán là bình thường. Hè bán là bình thường mấy chị, cái đó nó thiệt mà. Sao tôi xả ghê vậy ta? Tôi xả dưới giá nhập luôn á bà. Chai hả? Chai thì bà lấy màu xanh. Có bộ này là chai gái mang được á. Bà lấy màu xanh đi. Màu xanh thì cho chai bà được. Cho tôi coi bộ 25kg đây. Bộ 25kg. 25kg bà lấy số 10 đi. 39-49. Số 10 49 cho tôi. Màu hồng nè. Số 10 49. Màu hồng 49 cho tôi. Không đẹp lấy tiền đâu. Cái quả này nó mỏng mà nó cũng đẹp đẹp, bạn cũng dễ bạn lắm. Nói chung là nó dày, nó không dày, nó mỏng như bạn nó mát. Hồng cho em. Xanh không có số 8 mà bà ơi. Xanh này nó có từ số 9 không à. Xanh này nó không còn xây, nó không còn xây bé trai rồi. Cái màu da là bé trai mang được mà bà. Cái màu da là bé trai mang được mà. Cái hình không tin đi nữa, em lấy cái hình bé trai mang mấy bộ đồ hồng, bộ đồ xanh này cho bà xem. Nhưng mà mình không thích con mình bận đồ hồng thì mình cho nó bận màu da nha. Màu da, màu xanh. Đừng cho bận đồ hồng thôi. Để nữa tôi đưa gửi mấy cái hình mà người mẫu bạn, mấy thằng mấy bé trai nó bận mấy bộ đồ da này cho, mấy bộ đồ da, mấy bộ đồ xanh cho bà coi. Bà đừng bà, mình á thì mình không thích màu hồng, cho con trai bận thôi. Người mẫu nó chụp hình nó vẫn cho con trai bận đồ màu hồng nha. Nhưng mà mình cho nó bận màu xanh với màu khác thì đừng cho bận màu hồng. Cái đó là em tư vấn thiệt.
Đây màu xanh nè. Màu xanh có 20-25 kg nè. Em có size số 4 trở lên nè. Số 4 này là số 9. Số 9 này là tầm 23-24 kg á. Số 9 này tầm 23-24 kg á. 25 kg thì bà lấy size số 10 đi. Màu xanh đó, em có màu xanh đó. Nó giống y cái kiểu nhau thôi hả. Màu xanh cho em. Mà lấy bộ màu da cho bạn trai và bạn đi. Thiệt, không có sao đâu, màu da nó không có ha. Em lấy da 15 với hồng 20 kg đi, thử lại nha. Ok. Cái bộ màu da đâu rồi, đưa bộ màu da này cho em. Của bà Minh Nhật á. Cái bộ Bioma này mà mày. Đó đúng rồi, nó dưới đó. Thấy rồi mà còn không biết. Ba chồng bệnh là tâm hồn đi đâu đâu. Người đã bữa nói rồi, nhậu cho cố nói. Ngán nhậu đi là khỏi ăn Tết. Nhậu cho cố. Bác sĩ bữa ổng nói rồi là ổng mà nhậu nữa là sống không nổi đâu. Uống thuốc là thuốc chỉ cần cự chứ không phải thuốc thuốc trị đặc trị cho ổng đâu. Ok chị nha. Ok chị Nhật nè. Số Hà màu hồng lấy số 7 cho bà ha. Nó số 7 màu hồng hết số 7 rồi lấy số 8 cho bà được không bà Nhật? Mấy này tự nhiên nó lẻ lung tung sai tùm lum hết trơn mấy chị. Mệt thiệt luôn á. Số 6, số 8. Đây bà số, ơi có số 7 nè. Có số 7 rồi, ok bà số 7 nè. Minh Nhật. Không lấy hả bà Kha. Bà không lấy màu hồng hả? Màu hồng với màu xanh nó có size 25 kg đó bà. Màu hồng với màu xanh nó có 25 kg đó. Mấy này 79-89. Mà tôi bán, bây giờ tôi bán cho bà có 39-49 thôi đó. Là rẻ xình luôn. 39-49 là rẻ xình luôn á. Cái môn chính là rẻ thúi luôn rồi. Thôi để tôi mua. Ok ok ok. Ok. Ok bà. Hai bộ đồ bà nhận chưa ta? Hình như chưa phải không? Chắc ngày mai bà nhận được à. Đây bộ này 3D gái nè. 3D gái ngố. Ngố 3D. Ngố 3D gái nha. Ngố nha. Ngố 3D gái 59 nha. Ủa 69 chứ. 69 hay 59 ta. 59. Lấy 59 luôn đi. Lấy 59 luôn nha. Em có xây từ 8 kg lên tới 16 kg. 16-17 kg là mang mô tư nha. 8 lên tới 16 kg. 8 kg lên tới 16 kg nha. 8 kg lên tới 16 kg cho em. Ngố 3D. Bạn máy này bạn nhà mát lắm. Ngố 3D cho em. 59 ngàn. 59 ngàn. Em có xe 8 kg lên tới 16 kg. 59 ngàn. 3D của em mấy chị gò vô 3D của em. Không mịn không mát. Em không lấy tiền mấy chị đâu nha.
Chị nhận cái đầm rồi, đẹp lắm. Số 2 sao rộng quá em ơi. Để mát, để mang tới mặt mới vừa. Để năm tế mặt mới vừa. Cái đó bạn rộng rộng quá cho đẹp chị. Em lấy là xe nhỏ nhất rồi đó, xe số 2 đó. Em lấy nhỏ nhất luôn rồi đó. Hình như bé chị, bé chị 90kg gì đó mà, đúng không? Bé chị 10kg hay gì mà 10kg lấy số 2 là bạn được rồi đó chị. Chị cho bạn hơi rộng rộng tí xíu đi. Chị cho bé bạn hơi rộng rộng tí xíu không sao nha. Cái đầm đó bạn rộng rộng không sao chị. Cái đó là xe nhỏ nhất rồi đó. Cái đó là xe nhỏ nhất luôn rồi đó chị yêu của em. Phải còn nhỏ nữa, em lấy nhỏ nữa rồi đó, nhỏ nhất luôn rồi đó. Cái đầm nó nhỏ nhất rồi đó. Mình cho nó bằng bằng rộng 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 chút xíu chiêu. Mình cho nó bằng rộng chút xíu cũng không sao đâu. Mấy cái đầm nó bằng đâu sao đâu. 3D nè, 59 ngàn cho em. 59 ngàn. Hay là chị muốn đổi cái khác không? Hay là chị muốn đổi cái khác không chị? Chị muốn đổi cái khác không? Nếu khác nó, nếu bé mà bạn số 2 đó nó vậy rồi mấy khác em sợ nó cũng giống vậy. Mấy 3D bên em bận là mấy chị nhìn em nuốt với mấy chị thấy 3D em chị gì đó. Ba D bán hoài được hoài mấy chị, không có sợ nó bị gì hết á. Ý là chị muốn đổi cái khác không? Ý là chị muốn đổi cái khác hay là để cái đó để vài bữa nó bé bận được để cái bận? Nhưng mà em nghĩ cái đó nó sẽ nó nhỏ nhất rồi, bé chị bận không được. Bé chị bận nó rộng thì đổi cái khác nó cũng sợ nó cũng vậy á chị yêu. Tại vì em lấy là xe nhỏ nhất rồi đó. Em lấy xe số 2 là xe nhỏ nhất rồi đó chị yêu. Ok chị. Cái bộ đồ này em còn xây đại nữa mấy chị. Em còn xây đại nè, em còn xây 11, 13, 14, 11, 13, 14 nha. 11, 13, 14 một độ đồ bé gái nha, quần ống suông mà cái form mấy cái áo nó bận nó dài dài á mấy chị, mà bận thêm cái quần ống rộng rộng á. Nó bận gì nè. Đó, nó bận gì nè. Đó. Nó bận kiểu gì nè, giờ giống như mấy bé giờ mấy chị. Mấy bé giờ bận kiểu gì nè, đó. Nên mấy chị thích nha, em phối vậy là về bạn phối sao là về nó bạn y vậy đó. Nên mấy chị ok, mấy chị ủng hộ em nha. Em còn bộ xe 11, xe 13, xe 14. Xe 14 này lên tới 40kg nha, xe 14 này to lắm. Xe 14 lên tới 40kg á. Bộ này em xe cho mấy chị 5 xe đại, em xe mấy chị 49.000. Xe đại em xe cho mấy chị 49.000. 49.000 bộ xe đại. Vải hàng của TRB cho nên mấy chị yên tâm. Cái TRB này, hàng TRB này nó đẹp lắm. Dạ cảm ơn chị nha. Dạ cảm ơn chị. 49 ngàn. Ủng hộ em đi mấy chị. 49 ngàn thôi. 49 ngàn. 49 ngàn. Cái này nó đẹp lắm. Vải nó đẹp, cực kỳ đẹp luôn mấy chị. Nó phối nè. Nó phối nhìn nó cũng mấy bé giờ thích bận quần ống suông suông mà cái áo nó dài 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 mấy chị. Cho nên nó theo bây giờ làm theo mấy bé thích đó, cho nên nó ra kiểu vậy thôi nha. 49 ngàn cho em. Xe đại 11, 13, 14. 11, 13, 14 là xe đại mấy chị. Xe đại 11, 13, 14. 11, 13, 14 là tương đương 27kg lên tới 35, 40kg nha. Xe đại cho em. Xe đại cho em đi cả nhà yêu dấu. Đại đi rồi đại đi đây sao cột lầu ra đây cái này ta. Xe số 2 là mấy chị 10kg. Xe số 2 10kg 39 ngàn.
Size số 2 10 kg 39 ngàn. Size số 2 10 kg 39 ngàn cho em. Size số 2 một con chân quấy với một cái áo. Size số 2 là tầm 10 kg 39 ngàn cho em. Em sale cho mấy chị 39 ngàn. Không biết giờ sao tự nhiên còn cái đây nè. 39 ngàn cho em. 39 ngàn. 39 ngàn cả nhà yêu dấu. 39 ngàn cho em. Set quấy này nó còn set nhỏ không à, nó hết set lớn rồi. Đây nó còn có một cái xây 10 kg nè, 39 ngàn cho em nè. 39 ngàn cho em. Nó tự nhiên lọt đây còn cái đây chứ. Lọt còn cái xây 10 kg ở đây nè. Trong đống đồ bà Nguyên có bộ, có đồ bộ này không? Đống đồ bà Nguyên có bộ này không? Không có đâu, không có. À. 16 và 7 kg hả? Không, 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 khác màu. Nó khác màu. Cái đó em còn có bộ xây 10 kg hả chị yêu? Em còn có bộ đó xây 10 kg hả giờ? Em còn có bộ đó xây 10 kg à? Ok chị, ok ok. Em lấy mấy cái đồ lẻ sai ra em sell cho mấy chị nè. Để đây cũng làm gì cho mấy chị. Thiệt, để đây cũng làm gì. Sell cha cho nó hết đi. Sell cha cho nó hết đi. Cái này em còn bộ size 12. Xây 12 này em bữa tưởng, bữa em tưởng bán rồi chứ ai giờ còn nằm đây. Còn bộ xây 12 tầm 30 kg. Bộ xây 12 tầm 30 kg cho em. Tầm 30 kg cho em. Cái này có bà Hân Hân ở đây là bà lấy liền quá chị. Tầm 30 kg 130 nha. Bây giờ em còn có một bộ này em lấy mấy chị 100 nha. Xây 12 này tầm 30 kg nha, 130. Cái quần nữa chị 130 nha. Nhờ ở đây em lấy mấy chị 100 ngàn nha. Xây 30 kg cho em. 100 ngàn xây 30 kg. 100 ngàn cho em xây 30 kg cho em. 100 ngàn xây 30 kg cho em. Nó còn lẻ đây em bán sale hết mấy chị. Cái bộ đồ này quần đẹp mà nè. Thấy không? Đẹp nha. Cái quần không mà mấy chị nhìn cái quần không liếc mắt. Đó, 30 kg cho em, xây 12 cho em. Xây 12 nha. Ok chị Minh Nhật nha, chút lên xuống like mà anh tính cho. Xây 12 cho em, 30. Alo. Ý là nhỏ hết luôn hay sao? Nhỏ hết luôn hay sao? Quần nhỏ hết luôn hả? Có 40 kg mà 40 kg mà nhỏ hết luôn hả? Vậy thôi quay về, quay về đem đổi cho. Nói chỉ quay về đem đổi cho. Thôi quay về đi, khỏi khỏi. Rồi 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 hả, không đồng rồi rồi ghi sao, ở trong đó ghi sao. Rồi 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 nói chỉ đi cái gì em nhắn tin chỉ sao. Rồi 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 rồi. Ừ. Rồi 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 để em cái mấy chị.
Đây bộ này em còn size số 5 nè mấy chị. Số 5 này khoảng chừng 15-16kg nè. Số 5 này khoảng chừng 15kg. Số 5 này chắc không được 16 đâu, 15kg thôi. 14-15kg thôi. 14-15kg nè. Bộ này 14-15kg 165.000. Bữa nay em lấy mấy chị 150 nha. 150, size 14-15kg, size số 5. Size số 5 này là 14-15kg là mang thoải mái mấy chị nha. 14-15 là mang thoải mái. 14-15 mang thoải mái nha. 14-15kg là mang thoải mái nha, size số 5 nha. Mấy bé nào cao thì 16kg là ok, còn bé nào mà tròn thì 14-15kg thôi. Em xem 100, còn có một bộ mấy chị. Còn bộ em xem mấy chị 150 nha. 150 cho em. 150 cho em. Sửa cho em 150 cho em. Sửa 150. Sửa 150 cho em. Hình như bộ này nó còn bộ hay sao á. Còn bộ xe nhỏ này sao á. Bộ màu lý. Màu lý này mấy chị, em còn hai bộ thôi. Em còn một bộ size size kia trong kia chắc cỡ 10kg. Một bộ 10kg với một bộ này size số 5. Số 5 này tầm 15-16kg. Số 5 này form nó cũng hơi to nha mấy chị nha. Số 5 này cũng hơi to, khoảng chừng 15-16kg nha. 15-16kg nha mấy chị nha. Form này nó cũng hơi to á. Hình như bà Nhật lấy cái này số 7 và 18kg hay sao á. Số 7 và 18kg á. Cái số 5 này là khoảng 15kg. Em còn một bộ 165.000 cũng xe 150 luôn nha. 165 xe 150 luôn màu lý cho em. Em còn bộ 10kg với bộ 15kg xe 150 cho em. Mấy bộ này là em xe gì là em còn lời đó mấy chị. Hết lời. Có lời đâu. Lời lớn gì giờ này nữa. Bộ vịt. Bộ vịt em còn bộ xe số 2 với bộ xe số 3. Là bộ 10kg với bộ 12kg. Bộ 10kg với bộ 12-13kg mấy chị. Mấy bộ này em bán 160 nha. Bữa nay em sale 140. 160 bữa nay em sale 140. Mua mấy bộ này về bận mấy chị không, mấy chị về mấy chị nhận đi chứ vải mấy chị không nhức nách nữa thôi. 140 thôi. Mấy chị thử mấy chị nhận về. Em bán mấy cái bộ này rất là nhiều mà chưa ai chơi bộ này hết luôn mấy thầy chị nói thiệt. Chưa ai chơi luôn nha. 140 cho em. 165.000 á, bữa nay em bán mấy em sale mấy chị 140 nha, không đi đâu, không đi đâu mà mua được mấy bộ này 140 đâu. Em bán 160, 165 đây mà. Nhiều khách chỗ khác còn lại nói bà bán cái bộ đồ này ở đây nhiều chứ bà bán cao, bà bán rẻ hơn người ta 20.000, 25.000 đó, rất là thiệt. Mà bây giờ em còn xả cho mấy chị 20.000, 40.000, 20.000, 30.000 đó là bộ này là mấy chị thấy rẻ hơn người ta 50.000. Bởi vì mấy chị mua ở cuối cùng này thì mấy chị được rẻ được mấy chục ngàn, nhưng mà được có một cái mấy chị không được lựa sai thôi ha. 140 cho em. 140 cho em. 140 không rồi mấy chị mua cái mấy bộ bình thường rồi, vải bình thường rồi. Nhưng mà vải này hàng cao cấp nha. Nó quần bếp riêng hàng cao cấp lắm. Cái này á là gút thiệt. Xay 12kg. Em còn cái xay 10kg nhưng cái xay 12kg cho em 140. Mấy chị mua mấy này mấy chị mới thấy đáng tiền. Nè, chưa ai chơi. Mấy bộ này là khách đi là chỉ có khen thôi chứ không ai chơi đâu mấy chị. 140 cho em. 140 cho em cả nhà. 140 cho em. Mấy này nó còn lẻ sai để bán vậy thôi chứ nó không còn lẻ sai bán kiểu đó cho tụt cái quần luôn á. Cái đầm này cỡ xay khoảng chừng, cái xay khoảng chừng 10kg mấy chị. 10kg 12kg á. Nói chung là cỡ 10kg 12kg bằng thoải mái nha. 10kg 12kg em bán cho mấy chị một cái đầm dễ thương lắm, ở ngoài có nút nha. Bán tôi bộ 12kg dễ thương. Ok chị nha. Đây em xay số 3 cho chị nè, 12kg. Ok chị. Bộ này không đẹp lấy tiền. Netflix nhìn đẹp lắm. Bà thì phái cái quần ngố. Chị Nguyễn Kha có phái quần ngố. 140 là rẻ đó. Rẻ thiệt. Quần này ha, cái bộ này ha. Bộ vịt này ha, bộ vịt 140 ha. Ok chị nha. Không đẹp không lấy tiền mà đâu. 12kg đó. Ok chị. Ok chị yêu nha. Đây em còn bộ này nè, em còn cái tầm này nè mấy chị, không đẹp lấy tiền mấy chị. 29.000 thôi. Bán nhiều chị ăn mấy chị nha. 8kg 10kg cho em. 8kg 10kg cho em. 29.000 thôi một cái đầm mà mấy chị nhìn thấy dễ thương không? 29.000.
29.000 cả nhà yêu. Trời ơi, bạn cái đầm này giống nha giống nhảnh kìa, dễ thương không? 29.000 cho em. 29.000. Tính bán 30 rồi, em thích không thích số 30 mấy chị, bán số em thích cái số 9. Mấy chị đừng nghĩ em bán 29.000 mà vải thấy ghê, thấy gớm nha, không có đâu. Lót nè, một lớp nè, không có cái vạ, không có đầm nè, ai mà bán mà 29.000 mà lót hai lớp mà vải vậy cho mấy chị, không có thiệt. 29.000. 8 kg với 10 kg cho em. 8 10 kg đổ xuống, 10 kg 8 kg lên, nói chung là 8 9 kg 10 kg là mang ok đó, đem trừ hao rồi nha. Trừ hao rồi. 29.000 cho em. Vải không đẹp, không nhức nách, không lấy tiền cái chị đâu. Nó thiêu lên y như hình 3D luôn nè. Thiêu giống như là thiêu chữ thập luôn á. 29.000 rồi bà. Mấy bà 29.000 bà còn lăn tăn nữa mấy má. Có 29.000 còn lăn tăn nữa. Hai mươi chín ngàn đó, không đẹp lấy tiền. Mấy bà nào trong đây có bé trai không? Có bé trai không? Em lên mấy cái áo bé trai cho nè. Size 16 này là tầm 38-40 kg á. Đây 38-40 kg cho em. 40 kg là phải cao cho em nha. 40 kg là cao, còn 38 là tròn cho em. 40 kg là cao. Một áo với chai dễ thương không? 70.000. Trời ơi, ai bán áo 70.000 mấy chị. 70.000 cho em. Áo sọc 70 cho em. Cáo này size 20 55 kg cho em. Size 20 55 kg cho em. 70 luôn. Size 20 55 kg cho em. Em bán 70 luôn. Cáo này bán 70 luôn, đẹp quá mấy chị. Cái này mình mua mình bận cũng được nha mấy chị nha. Cái này phụ nữ mình mua mình bận cũng được á. Cáo đẹp quá trời đẹp luôn. Mình bận cũng ok nha. Mình bận thì khoảng chừng 55 kg đổ xuống mang vừa. 55 kg đổ xuống mang vừa bộ này nha. Đó cái áo này nha. 70.000 hàng của Kata mấy chị. Hàng của ta 70 nha. Bé bé gái, bé trai 55 kg. 55 kg cho em. 55 kg. 70.000. 70.000 cho em. Đây áo này em còn cái size số 10 với cái size số 11 nè. Ô cái size số cái size số 8 với cái size số 11 nè. Cái size số 8 với cái size số 11. Áo này thì bé trai bé gái gì mang được, trai gái thì mang được. Em bán cho mấy chị em còn có 2 cái à. Em nằm ở đây em còn có 2 cái, em bán mấy chị 30 đi. 30 có mấy chị 29 á, bán mấy chị 29.000 đi, 29.000 cho em. Em còn có cái size số 8 với cái size số 11 thôi, em còn có 2 cái nằm đây à. Áo này thì trai gái mang được mấy chị. Màu xám này nó nói chung là cái này trai gái mang được nha. Trai gái mang được một cái size số 8 với một cái size 11 cho em. Một cái size số 8 với một cái size 11 cho em. 29.000 cho em. 29. Áo này em bán 55.000 đó, vậy em bán cho mấy chị 29.000 nha. Đây một cái túi màu vàng. Dễ thương không? 29.000 cho em. 29.000 cho em. Xám cho em. Xám 29 cho em. Cái áo xám thì trai gái mang được, không sao. Không có bị bóng đầu lo. Màu xám màu bóng kìa. Màu xám thì yên tâm, ăn yên tâm với bóng nha. Màu xám không có bóng đâu. Bóng là màu khác chứ màu xám không có bóng. Mấy chị không thấy em tắt like đây để em đi lên đây làm bill cho mấy chị ha. Em tắt like ha. Tắt like để em làm bill cho mấy chị cần em làm bill nha. Mấy ba mấy chị ha. Có gì chiều chiều xíu mình lên tiếp nha.